tàu vậy anh? Bay xuống mua đi.
Rồi tôi sẽ đi phâu. Ok. Búp bê. Auto. Đầu lưng. Lưng người mình mà này lên. Lâm lâm lên tầm độ khoảng từ 5 đến 10 mm. Lâm 10 mm. Enter. Ok. Xong là vào bước xin bảo chụp mưu cho chế độ 30. Mặt sẽ không chất bà lem này chất mặt này chiều sâu mũi của tao bắt đầu nó đi xuống người. Để chọn lại chụp đến tay phone 1 2 3. Bây giờ chụp Z đi lên trên này. Đều rồi. Nếu không là option A để sửa. Ok. Ok. Bắt đầu vào chọn mưu. Phay. Phay bắt đầu. Điều chỉnh lấy cắt dao rồi. Để cho từ 60. 80. Thôi anh. Cắt lại. Ok. General G, vào đây. Vào đây. Bỏ tiếp đi. Bằng cái cho mặt đầu rồi. Mình không phải sửa nữa. Đây là giờ không ngay mặt đầu. Mình xin lịch. Ok. Tức là nó sẽ phay từ mặt đầu xuống đến cái mặt. Mặt hình cánh. Mặt cong rồi. Một cắt này. Ok. Cắt chạy này. Deliver the C. View window. Đấy, nó sẽ hiển thị được cắt dao này. Và đây chỉnh sửa thông số. Cái này cho thành 200. Tốc độ đây cho mình 3.000. Giờ ô lên. Chim to work pay cho S. Đây cho ARC. Ok.
Ok. Đây cho là lời sẽ thử. Đây là sẽ chạy này. Là một này. Đây, sẽ nhiều đường này thì đỡ hại dao hơn. Thì sẽ phay hết mặt đầu cho mình. Ok, ra mưu linh phay mặt tiếp theo này. Investment people renewal. Ấn chuột phải xong rồi chuột trái. To select. Ok. Frequency. Thì khi đấy bạn ấn vào đường màu tím ở đây. Đó, tức là nó bắt đầu phay từ mặt tím này trở xuống. Đây mình copy master hay
chọn để thay con dao. Đây là chữ phẩy này, bây giờ đây là tốc độ max spin. Đấy, ra con mình. Ok, về tiếp phẩy mà tiếp theo này. Vẫn dùng con dao số 2 không đổi. Select mình, bỏ đây, ấn chuột phải, remove, đi, to select, rồi, ok, frequency, ok. Về đi đục lỗ cho stand-in. Đèn đất này, chỉnh sửa con dao, chọn con dao số 3. Phi 16 đất đây. Đây. Ok. Bây giờ bắt đầu đi chọn lỗ. Hay chân hay chân hay chân hay chân đây chỉ sửa con dao, con dao đây sẽ có độ rút lên. Thank you.
đâu vậy nhá. Ok, xem cả bài thi nhỉ. Chia điểm rồi ạ.
đây là quay sinh nhật.